Quang Thanh hôm nay sẽ đi giới thiệu cho bà con mình ba lô đất nằm ở đường Phước Toàn. Nó là thuộc xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Cái miếng đầu tiên Quang Thanh muốn giới thiệu là miếng nằm ở đống cát này. Miếng này là bề ngang là 5 mét, thì sâu vô 30 mét, đất thổ cư sổ hồng riêng. Chủ đang gửi giá 1 tỷ 6 nhưng mà chốt giá khoảng 1 tỷ rưỡi 50 là chủ bán nha, bớt 50 triệu tiền lộc. Đất này quay về hướng mặt trời mọc, hướng đông. Đất này có sổ công chứng liền luôn nha bà con, về xây dựng ngay luôn. Đất này thì nền độ cát cao ráo. Đây, bà con vô đây bà con sẽ thấy cọc có sẵn hết rồi ha. 5m, 5m dài 30, 100m2, đất thổ cư sổ hồng riêng nha. Đất quay về hướng đông, hướng mặt trời mọc. Đây đi ra quốc lộ 1A, khoảng 2 cây số là tới quốc lộ 1A nha. Rồi mình rẽ phải là về chợ Bình Chánh thêm 5 cây số nữa. Từ đây về chợ Bình Chánh là khoảng 7 cây số. Rồi, bà con nào có nhu cầu alo cho Quang Thanh. Số điện thoại là 078 666 8368. Miếng thứ hai mà Quang Thanh muốn giới thiệu bà con là cũng gần gần cái miếng 1 tỷ rưỡi 50 nha. Miếng này chủ gửi giá là 2 tỷ 8. Miếng này thì nó ngược hướng lại, miếng này là hướng tây, hướng mặt trời lặn nha. Hướng tây, hướng mặt trời lặn, bề ngang là 8m, bề sâu 33m. Đất thổ cư, sổ hồng riêng. Bên hông có con hẻm cũng khoảng 2m nha. Được cái về đây được có cái hẻm hông. Bà con ở đầu mình là xây dựng quán xá, mình làm ăn ở sau, làm nhà trọ cũng kiếm cỏ được ha. Đây ra quốc lộ 1A cũng khoảng 2 cây số. Cũng là mặt tiền đường nhựa Phước Toàn luôn. 8 x 33 đất thổ cư sổ hồng riêng. Giá 2 tỷ rưỡi, hướng tây hướng mặt trời lặn. Bên hông có con hẻm. Rồi, bà con mình dễ lựa chọn nha. Đây miếng thứ ba mà Quang Thanh muốn giới thiệu bà con mình là cũng ở đường Phước Toàn mình luôn nha. Đây, kế bên cái nhà này. Bề ngang của nó là 4m rưỡi, bề sâu vô 35m. Đất thổ cư sổ hồng riêng, hướng đông hướng mặt trời mọc. Chủ đang gửi 1 tỷ 8 nha. Từ đây mà ra tới quốc lộ 1A khoảng chừng cây rưỡi thôi, 1.500m nha. Gần hơn miếng mấy miếng đằng kia, miếng thứ ba gần hơn tí. 4m rưỡi, dài 35. Đất thổ cư sổ hồng riêng, giá 1 tỷ 8. Hướng đông hướng mặt trời mọc. Đây là miếng thứ tư mà Văn Thanh muốn giới thiệu trên con đường Phước Toàn này. Miếng cặp cái căn nhà này nè, nó đồng động với căn nhà này vậy, bằng luôn. Căn nhà này là 5m dài 45. Miếng đất kế bên cũng vậy luôn, 5m dài 45. Chủ đang gửi giá 2 tỷ 7 nha. 2 tỷ 7. Ở đây thì ra quốc lộ 1A khoảng cây số thôi. Đất này thì nó quay về hướng tây hướng mặt trời lặn nha. Hướng tây hướng mặt trời lặn. Đất thổ cư sổ hồng riêng. Đường nhựa Phước Toàn của xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Miếng cuối cùng là miếng nằm ở trong hẻm ha. Từ đây đi ra đường Phước Toàn có chừng 100m tới à. 9 x 20, giá 2 tỷ 450 triệu. Đất mình nằm ở hướng tây, hướng mặt trời lặn nha. Đây thì đường đi ra hơi nhỏ một tí, nhưng mà xe 7 chỗ thì đi vô nha. Xe 7 chỗ ok luôn. Đi ra tới đường nhựa Phước Toàn ngoài kia đó có chừng 100m thôi. Từ đây đi ra quốc lộ 1A khoảng chừng 500m tới ha. 500m tới quốc lộ 1A. Đây, đường nhựa Phước Toàn phía trước. Rồi, đất mình thì nằm trong hẻm nhưng mà ưu thế của nó thì nó gần đường nhựa Phước Toàn ha. Khu vực này thì dân mình ở hầu như muốn kín rồi. Đây thì bà con mình đa số là làm nhà trọ. Nhà trọ là chính ha. Nhà trọ mặt tiền thì bán tạp hóa, còn mình ở trong hẻm làm nhà trọ thôi. Rồi, ai có nhu cầu mua bán Zalo cho Văn Thanh. Số điện thoại là 078 666 8368. Đó là số điện thoại Zalo rồi Viber của Văn Thanh luôn nha bà con. Rồi, xin cảm ơn bà con. Ai có nhu cầu mua bán gì alo nha.